Xin chào các bác, hôm nay xin phép giới thiệu đến các bác một mẫu nhà sàn một gian hai trái, kết hợp là xây 3 phòng ngủ, trốn hai cái cột cái ở phần gian nhà chính và có cả bếp nhé. Đấy, hoàn thiện xong, chưa lắp cánh cửa. Đấy, bây giờ là mời các bác lên nhà để chúng ta tham quan bên trong nhà nhé. Nhà lợp tôn, tôn xốp, còn phần bếp là không lợp tôn xốp mà lợp tôn bình thường thôi, tôn không có xốp ấy. Đây là cái nhà một gian hai trái nhé các bác nhé, hoàn thiện xong rồi đấy. Hôm nay hoàn thiện xong rồi mình quay lại cho các bác xem để tham khảo nhé. Đây ta đến cầu thang. Đấy, nhà có xây 3 cái phòng ngủ. Nhà một gian hai trái là trốn hai cây cột cái ở trên sàn này. Các bác nhìn thấy đây. Kia là trốn một cây hai cây. Không gian ở bên dưới cho nó rộng, không vướng cột. Gian 3m2 đây, gian chính đặt cái bàn thờ này. Có nhiều các anh chị, các bác cứ hỏi là ngôi nhà nó hoàn thiện hết tầm bao nhiêu. Thì hôm nay em mới view lại cái một ngôi nhà hoàn thiện, một gian hai trái cộng với bếp đi xây 3 phòng ngủ cho các bác tham khảo nhé. Chứ bên mình thì chỉ chuyên đi thi công cái phần khung thôi, còn không đi sâu vào phần hoàn thiện. Hoàn thiện là phần tính riêng của cái mục khác, nhà chủ hoàn thiện là tùy ý. Lúc làm khung là làm là liền với bếp rồi nhé. Đây là ta ra phần bếp này, phần bếp cũng rộng chừng 40m2. Hoàn thiện bằng xây chát nhé các bác nhé. Bếp là 3 gian này, đây là một gian nách để có 2m thôi. Đấy. Gian giữa và nách nữa. Chừng 40m2. Bây giờ khu bố trí những cái bếp ga rồi thì chậu rửa bát. Đấy. Kệ. Nói chung là vừa mới hoàn thiện xong, mọi thứ vẫn còn chưa ổn định cho lắm. Và tiếp ra cái phần này là đấy, bố trí cho cái nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây. Đấy, xây cái bậc chỗ để máy giặt đàng hoàng. Làm cái giá để xong nồi. Và có làm ra cái chỗ này để đổ ra chỗ này để xây cái bầu lò đấy, thế nhưng mà chưa xây đâu. Nhà này hoàn thiện như này này các bác này. Nhà một gian hai trái trốn hai cái cột ở đằng kia nãy giới thiệu rồi, trốn hai cái cột đây. 3 phòng ngủ. Đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh. Bếp là hoàn thiện bằng xây chát như thế này, chưa có cánh cửa gì.
là nó rơi vào tầm 380 cho đến 400 triệu, phải 400 triệu này, lợp tôn. Ở bếp thì lợp tôn tôn không có xốp. Nhà thì lợp tôn xốp. Tôn lạnh. Có bác nào có nhu cầu xây dựng cái bộ khung nhà sàn bê tông các kiểu mẫu nhá, bao gồm kẻ chuyền này, chồng chuyền này, chuyền cánh này. Alo cho mình nhá, số điện thoại mình để ở cái phần mô tả của video nhé. Đây, cái phòng ngủ bên ngoài này là chỗ này là nó có xây một cái kho ra để xếp chăn chiếu. Tao vào xem bên trong nhé. Đây, cái kho mà tao vừa giới thiệu đấy. Nhà có lắp xong bạo đầy đủ rồi. Có làm cái phần cửa trên này sao để lắp cái cửa kính cho nó sáng nhà này. Ở bên ngoài này cũng thế. Côn xong, tay lươn đầy đủ rồi. Chỉ thiếu cánh cửa nữa thôi. Đây là mẫu nhà một gian hai trái kể chuyền có liền cả bếp kết hợp xây 3 phòng ngủ. Hoàn thiện như này là rơi vào tính cả lợp cả xây chát xong như này là rơi vào khoảng 400 triệu. Ơi, video của em đến đây xin tạm dừng tại đây nhé. Chỉ qua thì cho các bác hiểu là ngôi nhà hoàn thiện như là xây chát, còn nếu mà bằng gỗ thì nhiều tiền hơn đấy. Còn đây là sàn nhà là lát bằng bằng gạch màu vân gỗ. Đây là phần tầng bên dưới, cao 3 mét. Đang san nền để đổ bê tông nhé. Đấy, bên này là cái phần nứa giáo để cái phần dàn giáo này, dàn giáo nó cắt ra làm trống, nó bây giờ xếp ra thành củi đây này, không 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 tận dụng lại được nữa đâu. Chỉ có thành củi đóm thôi. Cái phần sàn nhà thì nãy quên giới thiệu các bác thì nó bao gồm cả phòng ngủ kia là nó khoảng 190 cho đến 100 mét vuông nhé, không tính bếp. Đấy, bếp nó vào khoảng 30 mét vuông, 3 đến 40 mét vuông.